Anh vay chữa đề thi thử Trung học Thông quốc gia chuyên Bắc Giang năm 2021 lần 2, đề thi mới nhất. Thì câu 41 này chất nào sau đây có thể dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng tạm thời? Thì rất là dễ thôi, chúng ta chọn rất là dễ rồi, bởi vì là làm mềm nước có tính cứng tạm thời chúng ta chỉ có hai chất thôi. Làm mềm mọi loại nước cứng, hai chất N2CO3 và N3B4 nhá. Cái câu 42 này thì tiến hành các thí nghiệm sau, và thì trường hợp nào sẽ ra ăn mòn điện hóa học? Thì ăn mòn điện hóa thì nó phải thỏa mãn ba điều kiện, đúng không? Điều kiện thứ nhất là hai điện cực khác nhau về bản chất. Điều kiện thứ hai là tiếp xúc trực tiếp với nhau trong dịch chất điện ly. Điều kiện thứ ba là đấy, là trong dịch chất điện ly. Vậy mình có thí nghiệm số 2 này. Sắt nguyên chất dung dịch COS4 thì do nó có xảy ra cái phản ứng là Fe cộng với đồng 2 cộng ấy. Thì tạo thành Fe2 cộng cộng với đồng rồi. Thế mình sẽ có này, hai cặp điện cực sắt đồng tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dịch chất điện ly. Đúng không? Vậy có một điện hóa nhá. Anh thí nghiệm số 3 thì nguyên mình có là sắt 3 cộng cộng với bạc cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng với bạc, sắt 2 cộng. Thế thì mình có rằng là ở đây chỉ có một điện cực bạc thôi, nên là không có ăn mòn điện hóa. Thanh thép hợp kim của sắt và carbon hai điện cực trong không khí ẩm có ăn mòn. Nhúng là kẽm nguyên chất trong dịch COS4 cũng có, bởi vì mình sẽ có là kẽm với lại đờ nhá. Vậy số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là 1, 2, 3. Có 3 trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học. Dễ. Câu 43. Cho sơ đồ chuyển hóa giữa các hợp chất của crom CrOH 3 lần mà cộng với KOH ấy, thì nó sẽ tạo thành là KCrO2. Đấy chưa? Đáp án A thế, đáp án B thế, C thế. Mỗi D không phải thế. Đấy chưa? KCrO2 mà cộng với clo trong môi trường KOH thì chắc chắn nó sẽ lên crom dương. Crom dương mấy ạ? Crom dương 6. Nhưng mà trong môi trường kiềm nhá thì nó sẽ là K2CrO4. Được chưa? K2CrO4, còn K2CrO7 thì tồn tại trong môi trường axit. Vậy loại này. Vậy loại này. Vậy thì còn gì ạ? KCrO2 này, KCrO4 này. Đúng không? Xong trong môi trường axit thì chuyển thành K2CrO2O7. Và tác dụng anh này thì tạo thành CR2S4 3 lần. Đáp án đúng là đáp án B. Bỏ. Câu 44 ạ. Trong công thức sau, công thức nào có tên gọi là tristerin? Tristerin là C bao nhiêu ạ? C17, H35, CO tất cả 3 lần nhé. 2 lần là vứt đi. Đúng không? C17, H35, CO tất cả 3 lần, C3H5. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Câu 45 ạ. Cho các chất sau, có bao nhiêu chất khi tác dụng với NaOH đặc dư ở nhiệt độ và áp suất cao cho sản phẩm có hai muối? Lưu ý ở đây là hai muối. Ui đề này căng nhỉ. Anh này một muối là CH3CONa. Đúng chưa? Một muối là NaCl. Nhá. Một muối là CH3CONa và một muối là NaCl nhé cả nhà nhé. Được không ạ? Một chất. Được không ạ? Tiếp tục này. Anh này cho một muối là NaCl ở đây này. Và một muối là H2NCH2CONa. Cũng hai muối. Anh này cho hai muối là C6H5ONa và NaCl. Anh này cũng cho hai muối HCONa và C6H5ONa. Anh này thì chỉ cho một muối thôi, C6H5CONa và C3OH. Anh này cho một muối là NaOC6H4CH2OH. Anh này ạ. À, anh này thì sao ạ? Anh này thì sao? Anh này thì sao? Anh này cho ông ta hai muối, là một muối là CH3COONa và một muối nữa nhé, cả nhà lưu ý, một muối nữa là NaCl. Rất hay luôn. Cái phương trình này rất hay nhé, thầy viết phương trình này cho chúng ta xem này. CH3 này, Cl3, CH3CCl3, H3CCl3 mà cộng với lại NaOH thì nó tạo thành là CH3 COONa cộng với lại NaCl cộng với lại nước. Được chưa? Cái anh cuối này thì cộng với lại NaOH thì mình sẽ thu được là CH3 COONa cộng với lại NaCl và cộng với lại nước. Thỏa mãn luôn. Vậy mình có là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anh. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D.
Nhưng mà cá nhân thì nghĩ thì cái câu này sẽ không có trong đề thi trung học thông quốc gia, bởi vì là cái phần về dẫn xuất halogen thì được giảm tải từ lâu rồi, rất rất lâu rồi, nên câu này vào đây chỉ có tác dụng là đánh đố các em thôi nhá, không có trong đề thi trung học thông quốc gia đâu, nên chúng ta đừng có sợ, để giải cho vui vậy. Câu 46 ạ. Khi điện phân dung dịch NaCl nóng chảy đỉnh cực trơ thì tại cathode xảy ra cái quá trình gì? Thì mình lưu ý là cathode là nơi ca chi ông đến, đây điện phân nóng chảy. Và nó sẽ xảy ra là Na cộng biến về Na. Đúng không? Khử tăng ho giảm. Vậy là giảm số xóa, khử tăng ho giảm. Vậy anh Na cộng đóng vai trò là chất oxy hóa. Hay nó khác là sự khử. Đúng không? Sự khử ion Na cộng. Câu 47. Cho giải các chất sau đây. Cả nhà cùng comment đáp án xem nào. Cả nhà cùng comment đáp án xuống xem nó là đáp án gì ạ. Chứ chả nhẽ cứ để một mình thầy thầy dạy vậy ạ. Thầy dạy vậy buồn lắm nhờ. Nào cùng comment đáp án xuống cho xôm xôm này. Mình có ạ, câu 47 ạ. Cho giải các chất. Số chất trong dãy phản ứng với dung dịch EBCL3 dư thì sinh ra kết tủa là có bao nhiêu chất ạ? Số chất trong dãy phản ứng dung dịch EBCL3 dư có sinh ra kết tủa. Thì gọi là đồng. Tác dụng với sắt 3 cộng thì tạo thành đồng 2 cộng cộng với sắt 2 cộng. Cái này không có cái tụa đúng không? Natri mà tác dụng FeCl3 thì chắc chắn nó sẽ tạo thành gì ạ? Kết tụa FeH3 lần, đúng không? Kẽm mà tác dụng FeCl3 dư thì cũng không có cái tụa. Khi nào bằng giá cũng tương tự như đồng thôi. Magie tác dụng FeCl3 dư thì cũng thế. Bari thì lại có cái tụa. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ là có bao nhiêu ạ? Ta chỉ có hai anh thôi. Bởi vì thế này ạ. Natri và bari tương tự khi nó tác dụng với nước thì nó sẽ cho mình ion OH trừ và ion OH trừ tác dụng với ion sắt 3 cộng để tạo nên kết tủa FeH3 lần nhá, kết tủa màu nâu đỏ. Được không ạ? Chỉ có hai chất thôi. D. Câu tiếp theo ạ, câu số 48 ạ. Số đồng phân đơn chức, lưu ý nhé. Đơn chức khi nói đơn chức mà C4H8 mình chỉ có hai loại đồng phân, một loại đồng phân là axit, một loại đồng phân là ete thôi. Mà lại yêu cầu có phản ứng trắng bạc. Để mà có trắng bạc thì nó phải là đầu HCOO. Đúng không ạ? HCOO. Vậy nó chỉ có 1, 2, 3, 1 cháu này. HCOO này. C này. C này. C. Hai cháu thôi. Chỉ có hai cháu thôi. Không còn thêm cháu nào nữa đâu. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C. 2. Rất là dễ nhỉ? Những cái câu này dễ gặp. Những câu này dễ mình làm không được sai câu nào nhé. Nguyên tắc chúng ta làm bài thì không được sai câu nào. Câu 49 ạ. Kim loại nhôm không tan trong dịch nào sau đây ạ? Kim loại nhôm không tan được trong dịch nào sau đây? Thế thì nhôm chúng ta thì nó tác dụng được với NaOH nên nó tan trong NaOH nhé. Tan trong HCl và tan được cả trong H24 loãng nguội. Vậy nhôm nó chỉ bị thụ động trong dịch H3 đặc nguội và H24 đặc nguội thôi. Nên đáp án đúng là vấn này. Câu 50. Sản phẩm hữu cơ thu được khi thủy phân ete trong dịch NaOH là? Sản phẩm hữu cơ thu được khi thủy phân ete trong dịch NaOH đây thủy phân ạ. Thế vậy mình thu được là CH5CONa không ạ? Một cháu, hai cháu, cháu này không phải. Và gì ạ? Cái anh này thì nó thủy phân tạo thành anh anhydride đúng không ạ? Đây là một trường hợp cực kỳ đặc biệt trong việc mà thực hiện cái bài thủy phân của anh ete. Đúng không ạ? Anhydride gì ạ? CH3CHO. Đây. Câu 51. Nước muối sinh lý là dung dịch chất X có nồng độ Na 0,9%. Dùng súc miệng để vệ sinh răng và họng, công thức của X là NaCl. Nước muối sinh lý nghe phát biết ngay NaCl đúng không? Làm gì còn thằng khác nữa. Rất là dễ thôi. Đấy, cả nhà cùng comment đáp án nhé. Cả nhà cùng comment đáp án xuống dưới xem là đáp án nào. Câu 52 ạ. Dung dịch X không có phản ứng màu biore. Lưu ý là không có phản ứng màu biore nhé. Thế thì những cái bọn mà có phản ứng màu biore thì khi và chỉ khi là nó từ tripeptide trở lên. Thế thì cái những cái bọn mà không phản ứng màu biore thì dưới tripeptide, vậy là chỉ còn bọn dipeptide thôi. Anh này biore, anh này biore, anh này biore. Vậy không là B. Câu 53. Trong những chất nào sau đây, dãy nào có chất là đồng phân của nhau? Đồng là cùng, phân là phân tử. Đồng phân là tổng hợp tất cả những chất có cùng công thức phân tử và khác nhau về công thức cấu tạo. Đúng chưa? Anh này khác công thức phân tử, không phải đồng phân. Anh này khác công thức phân tử, không phải đồng phân. Anh này khác công thức phân tử, không phải đồng phân. Nhìn này, hai này này đều là C2H6O. Vậy nó là đồng phân nhá. Dây. Ok nhá. Câu 54. 54 cả nhà xem đáp án gì ạ? 54 à?
cả nhà cùng coi xem là đáp án gì ạ. Nào. 54. 54 khá căng nhỉ. 54 là một câu về vấn đề tính toán đấy ạ. Đun nóng 25 gram. 54 đun nóng 25 gram dung dịch glucose nồng độ A phần trăm với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 4,32 gram bạc. Chúng ta tìm được số mol bạc bằng 4,32 mà chia cho 108 thì bằng 0,04. Đúng không ạ? Thì 0,04 thì ngay lập tức nhá, ngay lập tức chúng ta sẽ suy ngược lại được số mol glucose bởi vì mình có là gì ạ? Một glu thì cho mình hai bạc. Thế mà số mol bạc của mình bằng 0,04. Thì mình suy ngược lại số mol glu bằng 0,04 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,02. Nhá. Thế là mình ra được là 0,02 rồi. 0,02 glucose vậy ngay lập tức mình sẽ tìm ra được. Đây là bài hỏi nồng độ phần trăm nhá. Thì mình sẽ tìm ra được là máy tính xịn sò nào. 0,02 nhân 180. Được chưa? 3,6 chia cho 25 nhân 100. 14,4%. 14,4%. Ok ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án à. Rất dễ. Dễ ạ. Câu 55 ạ. Úi dồi ôi, câu này hay. Thành phần phân bón hóa học của Amofood là gì? Nào. Thành phần phân bón hóa học của Amofood là gì ạ? Úi dồi ôi. Cái này hỏi lại phần kiến thức lớp bao nhiêu ạ? Cái này hỏi lại phần kiến thức lớp 11 về phần phân ạ. Úi dồi nhiều đứa, ối đứa chưa có làm được câu này luôn ạ. Toang căng thẳng luôn ạ. Đáp án gì ạ? Amofood ạ. Đây này, đây là Amofood. Amofos là phân bón amoni phosphat. Thế là nó gồm là của muối amoni, của muối phosphat. Rất dễ. Câu 56. Phản ứng hóa học nào? Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra trong quá trình luyện gan? Úi giời. Ôi chết câu này. Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra trong quá trình luyện gan? Nhưng mà cá nhân thầy thì thầy thấy cái đề này của Bắc Giang lần 2 nó không có hay cho lắm nhá. Bởi vì là nó có quá nhiều câu phạm và giảm tải. Thầy nghĩ, cá nhân thầy nghĩ thì kể cả cái câu 56 này nếu mà nó cũng sẽ không có thi ở bên trong cái đề thi chuẩn thông quốc gia. Bởi vì nó hỏi khá là xa vời. Đúng không ạ? Nào mình có ở câu 56 này phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra trong quá trình luyện gan. Không xảy ra trong quá trình luyện gan nhá. Câu 56 nhá. Là nhiều đứa chọn sai lắm ạ. Đây ạ. FeH3 lần để tạo thành Fe2O3 và nước. Nếu đứa chọn anh này sai, CaCO3 có chứ. Có đấy, CaCO3 có trong quá trình luyện gan đấy ạ. Câu 56 nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Câu 57 ạ. Cho các chất có bao nhiêu chất phản ứng được với natri? Có, cứ có OH là có anh này không này. Anh này lấy ete. Anh này có OH có, cứ có OH là có nhá. Phản ứng được với CO2 hay là nhiệt độ thường? Thì là cứ OH đa kề OH hàn mà hai nhóm OH cạnh nhau là được. Cách nhau này không được. Không được. Được đúng không ạ? Anh em sao ạ? Phản ứng được với cả CO2 là nhiệt độ thường bởi vì thằng này là thằng axit mà. Thằng này sao ạ? Không, không phản ứng với CO2 là nhiệt độ thường. Vứt. Mình có là 1 2 3. 1 2 3 phải đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ 3 chọn nhá. 5 7 đáp án B. Câu 58 ạ. 58 cả nhà chọn đáp án gì ạ? 58 ạ. 58 chọn đáp án gì ạ? Câu 58 ạ. Cho 15,75 gam hỗn hợp gồm CH5NH2 và H2NCH2COH phản ứng vừa đủ dung dịch chứa amon HCl. Thu được muối. Ui, cái này dễ ọt bấm máy tính ra luôn. Nhỉ. 24,875 trừ 15,75 bằng chia cho 36,5 bằng 0,25 mol. Vậy số mol HCl bằng 0,25. Rất dễ. Tao đúng đáp án B.
Câu 59 ạ. Thạch nhũ trong hang đá. Thạch nhũ trong hang đá tạo ra những hình ảnh đẹp, tạo nên những thắng cảnh thu hút nhiều du lịch. Thành phần chính của thạch nhũ. Thạch nhũ nó cứng, vì vậy nên là thành phần chính của thạch nhũ nhá. Nó là CaCO3. Được chưa? Câu 59. Đáp án đúng là đáp án C, thực ra là. Đấy. Câu 60 ạ. Dung dịch nào sau đây làm phenol và phthalein đổi màu? Metilamin thì chuyển màu xanh, alanin không đổi màu, glycine không đổi màu. Đúng không ạ? Axit acetic không đổi màu phenol và phthalein. Và đây thì nó vừa nhầm ạ. Metilamin tính bazơ làm phenol và phthalein đổi thành màu hồng. Nhá. À. 61 đáp án gì anh em ơi? Đừng để thầy độc thoại nội tâm đấy chứ. 61 đáp án gì ạ? Ai đâu nỡ lòng nào để thầy độc thoại nội tâm đúng không ạ? 61 ạ. Comment mạnh mẽ này xem nào. 61 đáp án gì ạ? Sáu mốt loại chất nào sau đây còn nên gọi là đường nho? Đường nho, đường nho là có nhiều trong quả nho đúng không ạ? Glucose. Đáp án đúng đáp án B, bỏ. Câu 62. Thủy phân hoàn toàn 0,12 mol peptide X. Thủy phân hoàn toàn 0,12 mol peptide X. 0,12 mol peptide X. Có công thức là gly, ala và trong HCl. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn cố cạn dung dịch thu được mà muối. Vậy muối chúng ta sẽ gồm có Gli HCl này, Ala HCl này và Va HCl này. Đúng không ạ? Thế thì cái này dễ lắm, cái này chúng ta đảm bảo toàn khối lượng cho nhanh nhá. Nhìn này, một Gli thì ăn một HCl. Một Ala thì ăn 2 H đây, một Ala ăn 2 HCl. Vậy là chỗ này là một này. Đúng không ạ? 2 này. Là 3 rồi nhá. 6 này, ăn 6 HCl. Vậy số mol 0,12 thì 0,12 nhân 6 mà 0,72. Tới đây bảo toàn khối lượng là xong đúng không ạ? Khối lượng của peptide cộng khối lượng HCl thì bằng mở muối. Ly là 75. A là 89 nhân 2. Và ly là 117 nhân 3 trừ đi 5 nhân 18. 514 nhân 0,12 cộng với HCl là 36,5 nhân 0,72. Đây, 87,96. Ô, 87,96 không có đáp án à? À, mình còn quên trừ nước đúng không ạ? Trừ 5 nước. Trừ đi 5 nước là 0,12 nhân 5 là 0,6. 0,6 nhân 18 bằng đây ạ. Ô, thế mẹ thầy bị lỗi cái gì nhỉ? Hay thầy bấm nhầm máy tính? Chết rồi, bấm nhầm máy tính rồi. À, 0,12 thôi ghi ở đây đi ạ. 0,12 mol này, a là 0,12 nhân 2 mà 0,24 này, valin là không, à chỗ này quên công cộng nước, quên quên chưa cộng nước, cộng nước nữa, cộng 5 nước. Thế thôi cứ làm này cho lành nhá. Valin này là 0,12 nhân 3 bằng 0,36. Thôi như này cho lành. Khổ lắm. 0,12 nhân bằng một đơn. Đấy, làm thế rất dễ bị nhầm. Cộng 0,24 nhân 89 cộng 36,5 cộng 36 nhân 117 cộng 36,5 bằng 98,76. Đấy, thế này là chuẩn luôn ạ. Đấy, chúng ta làm những cái kỹ năng nào mà nó chuẩn là đáp án luôn thì mình làm. Câu 63. Thành phần chính của quặng dolomit. Thành phần chính của quặng dolomit, nhắc đến quặng là cả cháu sợ chết khiếp nhá. Thành phần chính của quặng dolomit nó là gì? CaCO3 và Mg CO3. Câu 64. Câu 64. Kim loại nào sau đây ạ? Câu 64. Nào câu 64. Câu 64 đáp án gì ạ? Kim loại nào sau đây có thể được điều chế bằng cả 3 phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân dung dịch? Kim loại nào sau đây nhá? Kim loại nào sau đây có thể được điều chế bằng cả 3 phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân dung dịch? Điều chế được cả 3 phương pháp thì thằng magie, thằng kali, thằng nhôm chỉ được điều chế bằng một phương pháp thôi. Đấy là điện phân nóng chảy, đúng không? Vậy thì đồng
thủy điện được, nhiệt luyện được, điện phân dung dịch cũng được. Dễ. Cá nhân thì nghĩ câu 64 chẳng bao giờ hỏi, bởi vì trong công nghiệp thì nói thật với các em nhé, đồng chẳng ai bao giờ đi làm mấy thứ lăng quăng gì cả. Câu 65. Câu 65 ạ, 65 đáp án gì ạ? Câu 59 thì thạch nhũ trong hang đá thì tạo được thành những hình ảnh đẹp, tạo nên những thắng cảnh thu hút nhiều khách du lịch, thành phần chính của thạch nhũ thì chắc chắn là CaCO3 rồi. Rất là dễ đúng không ạ? 60 thì dung dịch nào sau đây làm phenol phthalein đổi màu? Thì lưu ý là phenol phthalein nó đổi màu, nó chỉ đổi màu bởi những cái thằng bazơ thôi nhá. Thì mình có là cái anh anilin, glycine và axit acetic này, thì anilin và glycine trung tính thì không làm phenol phthalein đổi màu, còn axit acetic thì nó là tính axit nên cũng không làm có phenol phthalein đổi màu. Còn metinamin thì nó sẽ làm cho phenol phthalein chuyển thành màu hồng. Cái câu 61 thì cực kỳ dễ, bởi vì là chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho thì nó chỉ có trong thằng glucose thôi. Câu số 62. Đây là một cái câu tính toán nhá. Câu tính toán thì ở đây chúng ta sẽ làm rất là nhanh thôi ạ. 0,12 mol peptide X có công thức phân tử là Gli-Ala3, Gli này, Ala2 này, Va3 này, trong HCl dư này. Thế chỗ này nó ăn bao nhiêu ạ? 1, 2, đây là 6 nha. Cộng lại 5 nước đúng không ạ? Thì tạo thành muối. Thế thì hoàn toàn mình cân bằng phương trình được luôn. Anh này 0,12. 0,12 nhân 6 bằng 0,72. 0,12 nhân 5 bằng 0,6. Vậy tới đây bây giờ mình đi bảo toàn khối lượng nhỉ. Cái bài thu được mg muối mà. Mình bảo toàn khối lượng thì mình có là khối lượng của anh này. Đúng chưa? Khối lượng của Gli Ala2 và 3 cộng khối lượng của HCl cộng khối lượng của nước thì bằng khối lượng của muối. Đúng không ạ? Là hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng của muối nhá. Bao nhiêu đấy ạ? 75 cộng với lại 89 nhân 2 cộng 117 nhân 3 bằng nhân với lại 0,12 bằng cộng 0,72 nhân 36,5 bằng cộng 0,6 nhân 18 bằng. Được chưa? Ô, chỗ này vẫn to nhé. Ô, làm câu này làm kiểu này nó cứ ngao ngao. 62 này, Gli này, Ala2 này, Va3 này, cộng HCl này, 0,12 này, tạo thành này, GliHCl này, AlaHCl này, VaHCl này. Gli là 0,12 mol, 0,12 nhân 2 là 0,24 mol, Valin là 0,12 nhân 3 mà 0,36 mol. Đúng không? Khối lượng luôn. Nhân mẫu đơn 75 cộng 36,5 cộng 24 nhân 89 cộng 36,5 cộng 0,36 nhân 117 cộng 36,5 bằng 98,76. Ok chưa? Đáp án đúng, đáp án D. Câu 63, thành phần chính của quặng dolomit thì nó là CaCO3 và MgCO3. Câu số 64 thì kim loại nào sau đây điều chế bằng cả ba phương pháp thì nó chỉ có thể là đồng. Câu này rất ít thi nhá. Câu 65 ạ. 65. Anh em comment đáp án xem. 65 đáp án gì ạ? Cho dãy các chất sau đây, số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp. Thì điều kiện để thực hiện phản ứng trùng hợp ấy là nó phải có nối đôi CC hoặc vòng kém bền. Thì anh này có nối đôi CC 1 2 3. Anh này không có, anh này trùng ngưng được. 1 2 3. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 66 đây. 66 mới toàn. Dạ. 66 mới toàn đấy ạ. 66 cả nhà cùng làm xem comment đáp án là đáp án gì ạ. 66 này mới căng thẳng này. 6 ạ, tính lại pi ạ. C6H8O4 thằng này có 3 pi ạ. Đúng không ạ? Anh này có 3 pi ạ. Thế bây giờ thu được một muối của axit carboxylic và một ancol nhá. X lại không trắng bạc nên là không có HCO nhá. Vậy X chúng ta chắc chắn là có gì ạ? Đây ạ. C nối đôi C. COOCH3. COOCH3. Đúng ạ. Đúng ạ. Dễ mà. Hoặc ạ. C nối đôi C. COOCH3. COOCH3. Vẫn thỏa mãn nhé. Thế thì vậy thì suy ra anh này là chỉ có hai công thức cấu tạo. Đúng. Đúng ạ. B bỏ.
chứ còn lại chất Z hòa tan được CO2 lần thì điều kiện thường thì sai, bởi vì cái này không phải là ancol đa chức. X có ba nhóm Z ba cũng sai, Y không là mất máu đồ rôm sai, Y là mất máu nhá. 67 ạ. Kim loại M và dung dịch muối. Kim loại M và dung dịch muối của kim loại X thì thấy có kết tụa và khí bay ra. Kim loại M và muối của dung dịch X thì thấy có kết tụa và khí bay ra. Vậy thường thì nếu mà muối đẩy muối thì nó chỉ thu được kết tủa thôi, nhưng đây có khí bay ra, vậy điều này chứng tỏ là M tác dụng với nước. Cho X vào muối của kim loại Y thì thấy có kết tủa Y. Thế là X phải mạnh hơn Y, đúng không ạ? X phải mạnh hơn Y. Thì X mới đẩy Y ra khỏi muối của nó. Kim loại X vào dung dịch muối của Z thì không hiện tượng gì. X không đẩy được Z, đúng không ạ? Bây giờ X không đẩy được Z, vậy thì Z lớn hơn Z mạnh hơn X. Z mạnh hơn X, mạnh hơn Y. Z mạnh hơn X, mạnh hơn Y này. Z yếu hơn sai này. Z yếu hơn sai này. Z mạnh hơn X, mạnh hơn Y này. Thế là còn hai trường hợp này chưa biết điều gì cả. M tác dụng dịch muối đúng không ạ? X và Z không hiện tượng gì. Thế là còn M với lại Z thôi. M với Z thì chưa thấy có cái hiện tượng gì xảy ra cả. X thì chắc chắn là mạnh hơn Y rồi, yếu hơn Z rồi. À đây đây, X mạnh hơn Y, yếu hơn Z, đúng rồi. X mạnh hơn Y, yếu hơn Z. Thế thì còn A với D mình chưa khẳng định được. M kim loại muối thì có kết tụa khí bay ra. Kim loại X và dung dịch muối của Y thì thấy có kết tụa Y. Muối Z không hiện tượng gì. Thế thì cả hai đáp án đều đúng, A và D đều có thể đúng nhá. M tác dụng với nước nhưng mà chưa chắc chắn một điều gì là Z không tác dụng với nước ạ. Z cũng tác dụng với nước thì sao? Ví dụ như là mình sẽ có cái khả năng là thằng Z của chúng ta là thằng kali, còn thằng M là thằng natri, đúng không? Thì cũng đúng là không hiện tượng gì xảy ra, đúng không? Vì vậy này câu 67 thì đáp án đúng là cả A và D đều đúng mới chính xác nhé. Câu 68. Cho 37,6 gam hỗn hợp gồm, ui này mùi khan dễ thế. Này làm luôn nhé các em nhé. Mình tìm được số mol HCl này, 2 nhân 0,6 bằng 1,2 này. Thế ngay tức tìm được số mol oxy trong oxit nhỉ. Số mol oxy trong oxit suy ra số mol oxy trong oxit bằng 1,2 chia cho 2 thì bằng 0,6. Thế ngay tức mình có này 37,6 này trừ đi khối lượng oxy trong oxit là 0,6 nhân 16 này cộng 1,2 nhân 35,5 bằng 70,6 gam. Đáp án đúng đáp án B. Câu 69 á. Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Fe 11,2 trên 56 0,2 mol 4,8 gam Fe2O3 4,8 chia 160 0,03 mol. Cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl. Số mol cứ coi là 2V đi ạ. Cứ coi như V đây tính theo lít đi ạ. Thu được dung dịch Y. Dung dịch Y vào AgNO3 dư. Thì thu được M gam kết tủa. Kết tủa này chắc chắn có kết tủa AgCl. Đúng chưa? Đây là cần dùng tối thiểu. Tối thiểu là ít nhất ạ. Thế thì với cái câu 69 này là một câu điện hóa. Thế thì ở đây mình nhìn thấy này. Mình nhìn thấy điều sau này. Đầu tiên Fe2O3 tác dụng HCl đã. Thì nó sẽ tạo thành Fe dương 3. 0,03. Thì anh này là 2 6 0,18 đã. Được không ạ? Thế thì 0,18 bác này, chúng ta lưu ý ạ. Thế là ở đây mình đã có muối sắt dương 3 là 0,06. Thì phương trình phản ứng số 2 xảy ra là thằng Fe cộng với Fe dương 3 để tạo thành Fe dương 2. Đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ có này, Fe là 0,2.
Fe dương 3 là 0,06. 2, 3. Vậy điều này sẽ khiến cho thằng này hết 0,06. Thì thằng này chỉ hết có 0,03 thôi. Vậy duy sắt còn dư là 0,17. Đúng không ạ? Đấy, sắt này còn dư là 0,17 đấy ạ. Nhá. Sắt này còn dư là 0,17. Vậy, đến phản ứng số 3 là Fe cộng với HCl thì tạo thành FeCl2 cộng H2 lên. Thì số mol sắt đây 0,17 thì lúc này số mol HCl 0,34. Vậy suy ra số mol HCl cần sử dụng là 0,34 cộng 0,18. 0,52. Vậy 0,52 mà chia cho 2 ra được V bằng 0,26. Nhá, vậy là bằng 260 ml. Được chưa? Tiếp tục này. Vậy cái hỗn hợp dung dịch Y của chúng ta này thì bao gồm này. FeCl2 thôi đúng không? Thế thì vậy thì mình sẽ có là bảo toàn Cl trừ. Thì số mol HCl ở đây cần dùng là 0,52 rồi. AgCl là 0,52. Chúng ta lưu ý còn sinh ra bạc nữa. Sắt 2 cộng này. Cộng bạc cộng thì tạo thành sắt 3 cộng cộng bạc. Số mol sắt 2 cộng thì bằng 0,2. Tại vì tất cả sắt thì đều chui thành sắt 2 cộng mà. 0,2 cộng 0,3 nhân 2 bằng 0,26. Được không ạ? Vậy thì hoàn toàn mình sẽ có là 0,26. Số mol bạc là 0,26. Số mol bạc bằng số mol sắt 2 cộng mà. Vậy kết quả đây. Mình sẽ có 0,52 nhân 108 cộng 35,5 cộng 0,26 nhân 108 bằng 102,7 gam. Đáp án đúng là đáp án B. Câu này cũng khá là hay nhỉ. Câu 70 ạ. Thực ra câu này chúng ta còn một cách làm nhanh hơn đấy ạ. Đây là cách điểm đầu điểm cuối. Mình nhìn thấy là HCl, cái số mol của sắt 3 cộng này nhỏ hơn rất nhiều so với số mol sắt. Thì suy điểm cuối chúng ta là FeCl2, bảo toàn sắt ra hàng sắt. Xong bảo toàn clo ra này, xong. Nhưng mà thầy giải cách chậm chậm chúng ta nhìn được cái thứ tự phản ứng, bởi vì nhiều bạn sai không biết cách làm cái câu này. Nên thầy chọn cách chậm nhé, giải chúng ta hiểu. Hiểu trước đã, giải nhanh sau. 70. Số lượng đồng phân amin bậc 2 ứng với tử C4H11N. Mình sẽ có là 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3 4 5 2 4 8, 3 có 2, 2, 1. Và tổng cộng mình có 3 đồng phân. Đúng không ạ? Mình có 3 đồng phân thỏa mãn nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 71 ạ. 71 ạ. Hỗn hợp X gồm metan CH4, ethylene CH4, propin C3H4, vinyl acetylene C4H4. Thì khối hơi so hydro DX so hydro bằng 17. Suy ra phân tử khối của X bằng 17 nhân 2 bằng 34. Đốt cháy 0,05 mol. Thế thì hoàn toàn cái hỗn hợp này này. Thầy suy nó là CaH4 bởi vì tất cả nó đều là 4. Mà phân tử khối bằng 34, vậy đến đây thì tìm được A bằng 34 trừ 4 bằng 30. 34 trừ 4 bằng 30, vậy 30 chia cho 12. 2,5. Suy đó là C2,5. H4. Số mol là 0,05. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn thì mình thu được CO2 và nước. Số mol CO2 bằng 0,05 nhân 2,5. 0,125. Số mol nước bằng nhân 4 chia 2 0,1. Vậy sục bọn này vào dung dịch CaO 2 lần thì thu được kết tủa, thì sục nó thì mình sẽ có là CO2 là 0,125. Sục vào CaO 2 lần 0,2 nhân 0,5 bằng 0,1. Đúng không? Thì mình sẽ có OH trừ cho CO2 là 0,2 chia cho 0,125 bằng 1,6. 1,6 vậy chắc chắn tạo thành hai muối CaCO3, CaHCO3 hai lần. Đúng không ạ? Thế ta đơn giải hệ thôi, AB. Cái này dễ cũng nhanh đúng không? Chẳng có cái gì, thích làm cách nào làm,
Đã có rất nhiều cách bảo toàn carbon A cộng 2B 0,125. Bảo toàn canxi A cộng B 0,1. 0,075 và 0,075. Vậy mình tìm được số mol của thằng CaCO3 bằng 0,075 và nhân 100. 7,5 gam ạ. Đáp án đúng là đáp án D. 7,5 gam. Câu 72 nhá. Hòa tan hoàn toàn 8,94 gam. Hỗn hợp gồm natri, kali, bari và nước. Thu được dung dịch X và khí hydro. Số mol khí hydro bằng 2,688 chia 2,4, 0,12 mol. Vậy thì cái dung dịch X của chúng ta sẽ bao gồm ạ, có hoắt trừ đúng không ạ? Na cộng, K cộng, Ba2 cộng và có hoắt trừ. Số mol hoắt trừ thì chính bằng 2 lần số mol hydro là bằng 0,24. Dung dịch Y gồm HCl và H2S số 4. Tỷ lệ mol tương ứng là 4 chia mấy đây? HCl và H2S 4. Tỷ lệ mol tương ứng là 4 chia 1. 4 chia 1. Và anh này là 4A thì anh này là A. Cần vừa đủ để trung hòa X thì cần vừa đủ dung dịch Y. Đấy, vậy ở đây mình sẽ có OH trừ. Số mol của OH trừ sẽ phải bằng số mol H cộng 0,24 4A cộng 2A. Suy ra bằng 0,24 mà chia cho 6. 0,24 mà chia cho 6 thì bằng 0,04. 0,04. 0,16. Thấy chưa? Vậy tổng khối lượng các muối. Ở trong này chúng ta gồm các muối gì ạ? Na cộng này. K cộng này. Ba cụm này biết rồi, 8,94. Cl trừ này. 0,16. SO42 trừ này. 0,04. Đúng không ạ? Thế cộng tổng là mình ra là khối lượng thôi. 8,94 cộng 0,16 nhân 35,5 cộng 0,04 nhân 96 bằng 18,46 gam. Đáp án đúng đáp án C. Câu 73. Đốt cháy hoàn toàn m gam triglyceride X CHIO6 cân một oxy 2,31, thu được nước CO2 1,65. Mặt khác thì cho X tác dụng với dung dịch nào hoắt vừa đủ, thu được glycerol C3H8O3 và muối 26,52 gam. Mặt khác m gam x thì lại tác dụng tối đa với amon bro nhỉ. Mặt khác m gam x thì lại tác dụng tối đa với lại, thế thì bây giờ chúng ta đặt đi, đặt số mol của CHIO6 của chúng ta là amon, số mol nước là bmon, thì ngay tức ở đây chúng ta sẽ có hệ phương trình bảo toàn oxy là 6a cộng 2,31 nhân 2 bằng b cộng 1,65 nhân 2. Đúng không? Thế thì cũng từ đây thì chúng ta sẽ có đây, anh này là amon này thì ăn 3 này, AH đây là 3 này, anh này A này. Đúng không? Từ cái chỗ anh này mình sẽ bảo toàn khối lượng, mình tìm được khối lượng của triglyceride. Mình có khối lượng của X sẽ bằng CO2 là 1,65 nhân 44 cộng nước là 18B trừ oxy là 2,31 nhân 32. Thế vào đây ạ, bảo toàn khối lượng dưới này ạ, mấy thì là bằng 1,65 nhân 44 này, 72,6. 72,6 nhá. 72,6 cộng khối lượng của NaOH là bằng 40 nhân 3 thì bằng 92A. Cộng với muối là 26,52. Chỗ này thì đang cộng thiếu này. 12,6 cộng 18B
trừ 2,31 nhân 32 73,92 đúng không ạ? Đây mình có hệ phương trình 6 bằng trừ 1 bằng 1,65 nhân 2 trừ đi 2,31 nhân 2 bằng này 92A này bằng này chuyên nhầm sorry ạ đây 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 120 trừ 92 bằng trừ 18 bằng được chưa 26,52 trừ đi ôi thôi chết rồi cộng nhầm vế 6 bằng trừ 1 bằng 6 bằng trừ 1 bằng 1,65 trừ 6 bằng thì trừ 1 bằng này 1,65 nhân 2 trừ 2,31 nhân 2 bằng bên này này A này 120 này trừ 92 này 18 này 26,52 cộng 73,92 trừ 72,6 bằng đây A mà 0,03 B bằng 1,5 A bằng 0,03 B bằng 1,5 thế mình tìm được giá trị của A sorry ký hiệu A với B dễ nhầm đây đây là tác dụng tối đa với B mon brom này tí chết tí chọn A mà chết chỗ này ký hiệu XY với đúng y y này cho chuẩn nhỉ này mới đúng hay không toang thế thì bây giờ mình cần đi tìm xem là số liên kết pi thì mình có là số liên kết pi là k sẽ bằng là số mol của CO2 trừ số mol nước chia số mol cháy đúng không đây là k này k trừ 1 thì bằng vậy suy ra k bằng 1,65 trừ 1,5 chia 0,03 bằng cộng 1 bằng k bằng 6. K bằng 6 vậy thì một thằng này nó ăn vậy suy ra CXHI O6 nó sẽ ăn 5 đồng brom mà số mol là 0,03. 0,03 nhân 5 bằng 0,15. Vậy nó ăn là 0,15 mol brom BR2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhá. Được không ạ? K nó bằng 6 mà. Đúng không ạ? À chết. Tí chết tôi không phải 15 đấy. Này ngáo ngáo của gì? 6 là gì chỉ có ăn 6 trừ đi 3 thì còn 3 thôi. 009 chứ ạ. Bởi vì bỏ đi 3 PCOO là không có tác dụng với brom nhá. Được chưa? Bỏ đi 3 PCO là không có tác dụng brom nhá. Phải nói là 009. Chết, này thì ngáo ngáo rồi. Nhá. 74 ạ. 74 ạ. Chết này ngáo chó quá. 74. 74 đáp án gì ạ? Cho các nhận xét sau. Số kết luận đúng là glu và man thì đều phản ứng trắng bạc đúng. Ethanol và phenol thì đều tác dụng với đá sai, ethanol không tác dụng. Tính axit của axit formic mạnh hơn của axit acetic. Tính axit của axit formic mạnh hơn của axit acetic. Axit formic mạnh hơn axit acetic đúng. Liên kết hydro là nguyên nhân chính khiến ethanol có nhiệt độ sôi cao hơn dimethylethane chính xác. Phản ứng của NaOH với tin acetat là phản ứng thuận nghịch sai. Hoàn toàn. Anilin dung dịch brom thấy có vật đục. Vật đục cái kết tủa. Đúng, thôi vật đục cái kết tủa cũng như nhau mà. 1 2 3 4 4 nhỉ. Thế là nó gì ạ? 1 3 4 6 1 3 4 6 đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Câu 75, câu vô cơ khá là khủng. Cho m gam hỗn hợp gồm câu 75, một câu vô cơ khá là hay đấy ạ. Cho m gam hỗn hợp gồm FeOXOY này. Câu vô cơ này cực kỳ hay luôn. Câu 75 ạ. Cho m gam hỗn hợp X gồm FeXOY này. COO này
CU này vào 300 ml dung dịch HCl này. Chỉ thu được dung dịch Y không chứa HCl. Dung dịch Y không có HCl. Và 3,2 gam kim loại không tan. Kim loại không tan là 3,2 thì chắc chắn nó là đồng rồi. Trong này có mỗi kim loại đồng. Đồng dư. Đồng dư với dung dịch Y chúng ta chỉ tồn tại mỗi gì ạ? Sắt dương 2 và đồng dương 2 nhỏ dễ thế. Vậy trong này FeCl2 rồi. CuCl2 rồi. Cho Y tác dụng với lại lượng AgNO3 dư. Thì chắc chắn mình thu được kết tủa của mình nó là AgCl này. Và sắt dương 2 cộng với bạc cộng thì tạo thành sắt dương 3 cộng bạc kết tủa 51,15 gam. Thế thì cái việc đầu tiên chúng ta đi bảo toàn clo, clo ở đây thì chui hết trong hàng này, xong chui với AgCl là 0,3 mol. Hoàn toàn đến đây mình tìm được số mol bạc. 15 trừ đi 0,3 nhân 1,8 cộng 35,5 chia 1,8 ra số mol bạc 0,075. 0,075 mol bạc thì mình sẽ suy được số mol sắt dương 2 cũng bằng 0,075. Đúng không ạ? Thế thì ngay lập tức mình tìm được số mol của CuCl2 luôn. Mình bảo toàn clo mà. 0,3 trừ đi 0,075 nhân 2 chia 2. CuCl2 cũng bằng 0,075. Vậy thì suy ra cái hỗn hợp này chúng ta này, bao gồm này Fe này 0,075 này, Cu này 0,075 này cộng với lại Cu dư là 3,2, 0,05 này và oxy trong oxit thì bị ăn bởi H cộng, số H cộng là 0,3 thì chúng ta thằng là oxy trong oxit chỉ có 0,15 thôi, và mình tìm được khối lượng của nó luôn cộng với lại 0,075 cộng 0,05 nhân 64 cộng 0,15 nhân 16 bằng 14,6. 14,6 thì gần bằng với lại 14,5 nhỉ. Đúng ạ, rất là dễ thôi. Đáp án đúng là đáp án C. Một câu cũng khá là hay. Câu 76 ạ. Tiến hành các thí nghiệm sau cho 20 lít benzen vào ống nghiệm chứa 20 lít nước cất xong lắc đều. Chẳng hiện tượng gì xảy ra. Thì bài hỏi cái gì đây? Bao nhiêu thí nghiệm hiện tượng chất lỏng phân lớp? Thì bọn này thì benzen không tan trong nước, chả phân lớp. Cho CH5OH và CH3COH và giọt và H2O4 đặc lắc đều đun cách thủy thì phản ứng ester hóa xảy ra tạo thành CH3COCH2 là sẽ là bão hòa thì đúng tách lớp tiếp. 1 mu metinacetat thêm 4 mu NaOH dư đun nóng mà sau khi đun nóng xong thì lại không có cho NaCl vào thì nó lại là tan hoàn toàn nhá, nó không có phân lớp đâu, đồng nhất luôn. Cho 20 lít NaOH vào phenin ammoni clorua, phenin ammoni clorua thì đun nóng nó tạo thành phenol và muối NaCl. Thế thì phenol thì nó sẽ tách lớp nhá, thế thì tách lớp thành 4 là tách lớp, 4 là tách lớp. Mình đang có vế bên này là có 1 2 4 tách lớp, 1 2 4 là 3 thằng nhá, 1 2 4 tách lớp. Cho một anilin vào ống nghiệm chứa 4 ml nước cất tách lớp tiếp. Nhỏ 1 mu CH5OH vào ống nghiệm chứa 4 ml nước cất thì không có tách lớp. Vậy mình tổng cộng là có bao nhiêu ạ? Bao nhiêu thằng phân lớp ạ? 4 thằng phân lớp đúng không ạ? Có 4 thằng phân lớp đấy ạ. Thằng 6 là đồng nhất mà. Sorry ạ. 1, 2, 3, 4 đúng không? Đọc lại nhé. Benzen là phân lớp này. Este hóa thằng số 2 là phân lớp này. Đúng không ạ? Thằng đá mắt là cũng phân lớp này. Đúng không ạ? Bởi vì là phenin ammoni clorua là thằng anilin. Anilin là phân lớp mà. Đây là thằng số 4, thằng số 5 là cũng phân lớp. Đúng không ạ? Thằng số 5 là anilin và ống nghiệm chứa nước cất thì anilin ít tan mà. Anilin là ít tan nhá. Thằng 6 là mới đầu, vậy là tổng cộng chúng ta có 4 nhá, bê bỏ. Câu úi xôi 77. 77 là 77 phê này. 77 nhá.
hỗn hợp mà gồm, thôi thực ra là trong quá trình thi thì chúng ta nên chọn câu dễ làm trước nhỉ, vậy phải đánh dấu để lại tí làm sau. 18 đi. Cái hành thí nghiệm sau, sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại magie và Fe3 cộng dư. Fe3 cộng dư thì không thu được kim loại đâu. FeCl2 và AgNO3 dư làm nhiều rồi, có thu được kim loại là kim loại bạc. Hydro của Fe2O3 đun nóng thu được kim loại sắt. Kẽm ong dịch AgNO3 thu được kim loại bạc. Nhôm và CuO không có không khí thì thu được kim loại đồng. Điện phân nóng chảy KCl với điện cực trơ thu được kali. 1, 2, 3, 4, 5, 5, C. 79 trọng hơi toàn. Nhá. Xem 80 có toàn không? 80 cũng toàn, câu nào cũng toàn. Thôi, giải thôi, còn 3 câu. 77 ạ. Còn bây giờ phải giải thôi chứ biết sao nào. Mình đang mục tiêu nếu mà để lại chỗ này thì mình được 925 nhỉ? 95 cũng được, ổn đấy. Hỗn hợp M gồm 3 eteno đơn chức mạch hợp G. M này. Eteno đơn chức mạch hợp G. No đơn là CN. H2NO2 rồi. 20 amino acid X và Y. X, Y. Amino acid. Ui ba peptide mạch hở, ôi bài kinh đấy, GT, các bài này thì thầy nhìn thấy thì thầy bỏ đấy, ba peptide, ôi bài này đi thì bỏ, mạch hở được tạo bởi X và Y, chắc hay cái quy đổi nhỉ, cho 65,4 gam m. Phản ứng hoàn toàn với lượng vừa đủ dung dịch NaOH mắt. Đủ viết thử xem nào. 0,6. Thu được ancol nitrilic là C2H5OH. 1,104 chia cho 46 bằng 0,024. Và dung dịch F chứa argam. Hỗn hợp 3 muối natri của alanin. Ala bỏ một hiro cộng một natri, lysin bỏ một hiro cộng một natri và axit carboxylic Q. Trong đó số mol của lysin gấp 14 lần QX thì này là 14X. Căng nhỉ? Phải căng vậy. Phá căng đấy ạ. Là khác đốt cháy hoàn toàn. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn BGM. Đây là một phần khác. Thì thu được N nước và NCO2. Small. Thế thì mình có phải là số mol được hao mắt thì bằng số mol của ala. Này chắc phải quy đổi rồi. Này chắc phải quy đổi thật rồi cả nhà. Cái này phải đi quy đổi rồi. Không thể nào trốn chạy được khỏi phương pháp quy đổi với cái bài này. Quy đổi 65,4 gam. Này. Bài này căng đấy. Nhá. Mình đi quy đổi 65,4 gam m thì thành, do ở đây nó có ba cái peptide này, amino acid này, thì mình quy đổi về cái anh gly gần nhất nhá, C2H3ON được không ạ, CH2 được không ạ, nước được không ạ, oxy được không ạ, và NH. Tại sao NH? Bởi vì nó có liên tiếp peptide. Thế bây giờ dựa vào dự kiện này, vì là mình có là cái số mol của căng nhỉ, khó làm hết. Số mol NaOH, số mol NaOH có phải chính bằng là số mol glycine, glycine cộng với lại
Số mol của C2H3O. Số mol NaOH này chính bằng số mol của lysine cộng số mol của C2H3O đúng không? Chuẩn quá. Đúng không? Thế mà số mol của glycine thì bằng căng nhỉ? Lượng vừa đủ. Alkolytic ép chứa alkolytic là 0,024. Thế nó đơn chứa alkolytic mình khó. Thực ra không phải là số mol của glycine đâu, nó là số mol của thằng gốc ete đấy, ete chứ. Thế mà số mol ete chính là số mol ancol đúng không, là 0,024. Vậy mình sẽ tìm được số mol của C2H3O bằng 0,6 trừ 0,024 bằng 0,576. Được chưa? Mình đặt số mol nhóm CH2 của mình là U, nước là V, oxy của chúng ta thì oxy là O2 thì nó chính bằng số mol của ete này 0,024 đúng không? NH NH À cái chỗ này thì ngon rồi này, bảo toàn là ra này. Đúng không ạ? Chỗ này ngon này, bảo toàn là ra này. Ala Na thì có phải cái cụm này 0,576 không ạ? Cụm này là bằng 0,576 nhá. Thằng này có 14 lần thằng này. Mà ta đi chú hết vào đây. Nó đi trong này là 0,576 mà. Lysine gấp 14 lần số mol muối của axit carboxylic. Lysine gấp 14 lần. Inositat, etanol đơn chức mình họ. Hai amino axit XY. À, hai amino axit XY. Alkoxylic này, dung dịch ép chứa hợp 3 muối natri. Ethanol đơn chức này, amino acidic y 3 peptide thì phân tử đoàn alkoxylic 3 muối natri và axit carboxylic Q. NH NH này bảo toàn nitơ. Trong thằng G chưa chắc nhỉ. Thằng G chưa chắc đã là CnHNO2 cơ. Nó lại khổ thế. Nó chưa chắc đâu. À, đây 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 cả nhà. Đây nhá, thằng này là ba peptide được tạo bởi là XY này, thì là Z, T, E thì đều được tạo bởi từ XY nhá. Vậy thằng G này chắc chắn là được tạo bởi từ amino acid Q và thằng ancol. Vậy X này bằng 0,024. Được không ạ? Vậy 14X này sẽ bằng là 0,024 nhân 14 bằng 0,336. Thấy chưa? Vậy giờ chẳng cần bảo toàn nitơ. Bảo toàn natri cũng được. À không, không phải bảo toàn natri. Cụm này bằng 0,6 là đúng rồi. Cụm này bằng 0,6 thôi. Đúng không ạ? Cụm này 0,6. Bảo toàn nitơ. Nitơ đầu 0,576 này. Trừ đi. Trong thằng này có
Ly Zin có 2 liter. Đúng không ạ? Trong này Ly Zin có 2 liter đấy. Quy thì chưa biết có liter hay không. Ly Zin 2 liter đấy. Ala thì chỉ có 1 liter thôi. Đúng không ạ? Đây bảo toàn nhóm COO thì đúng hơn. Thì 0,6 này. Trừ đi trong này là 0,024 này. Trừ đi 0,336 này. Thì bằng 0,24. Đúng rồi. Bảo toàn nhóm COO. Vậy suy ra cái thằng NH bây giờ mình đi bảo toàn nitơ này. Đúng không ạ? Suy ra cái thằng NH này này. Cái liên kết NH này thì nó bằng là, thì trong này nó có 0,576 nhá. Đúng không ạ? Trong này nó có 0,576 nhá. Thì cái liên kết NH là liên kết peptide. Cái liên kết NH là liên kết peptide. Thì nó bằng bao nhiêu đây? 0,24 này. 0,336 này. 0,24 này. Xem nào, thì nhìn kỹ lại xem nào. Đây là U, đây là V. Tìm thằng NH đã xong. Tìm thằng NH đã xong mà. Nhìn ra bọn này rồi mà không ra được thằng này. Giảm cái này xoắn não. Quy đổi rồi mà mình tìm số mol cũng căng. Cộng với NaOH này thì nó ra cộng ăn NaOH là nhóm CO thôi. Thì bọn này đơn chức thì thằng này đơn chức, thằng này đơn chức, thằng này đơn chức rồi. Nên kết NH thì trong này nó là 0,24 này. Và 6 này. À đây đây đây, NH đây là 0,336 này nhân 2 này cộng 0,24 này bằng này trừ đi 0,576 này. Đây bảo toàn liter nhá. Trong bằng lysine này có 2 liter này. Hai nhóm đó là 0,336 nhân 2 cộng với trong ala này có một nhóm liter này 0,24 này. Đấy chưa? Trừ đi này, trong này có 1 liter này, 0,576 này. 0,336, vậy NH ở đây là 0,336. Căng nhỉ. Thì mặt khác mình có là khối lượng của M nhé. Mình có biểu thức đầu tiên khối lượng của M bằng 0,576 bảo toàn khối lượng. Anh này là 24 cộng 3 cộng 16 cộng 14 bằng 57. 57 nhân 0,576 cộng lên 12 là 14U 18B 0,024 nhân 32 0,336 nhân 14 cộng 1 là 15. 5,808 bằng 65,4. Vậy mình có 14 U 7 U cộng 9 V bằng 65,4 trừ 5,808 trừ 57 nhân 0,576 bằng 26,76. 26,76. Thế mình có bảo toàn khối lượng ra UV nhá. Làm phát NC trên NH đi. NC ở đây bằng 0,507 nhân 2 6 0,576 nhân 2 cộng U. Cộng U thì cộng U rồi 0,576 nhân 2 kìa 1,152 cộng U này hết chia cho này 0 này 0,576 nhân 3 1,728 cộng 2U cộng 2V
cộng 0,336. Trực tiêu làm sao được nhỉ? Nó bảo cái gì? Giá trị của B bằng 54,5. Bài này giải căng ấy nhỉ. Triệt tiêu được không ạ? Không triệt tiêu được. Nhân 2. Nhân 2 được không ạ? Cũng không nhân 2 được. Triệt tiêu UV là không thể triệt tiêu được, đúng không? Trên này mình ra được 7U cộng 9V. Dưới này là 2U cộng V, không làm ăn được gì. À đâu, giải hệ này ra hả? NC trên NH thì nó tỷ lệ với lại oxy này này, CO2 trên nước này. Bằng này. NC thì ở trong CO2 nhá là 2,36 này. Hydro trong này là 2,41 nhân 2 này. Bằng này, ô ngon này. 2,36 chia 2,41 nhân 2 phân số 118 và 241. Ô ngon. Kết hợp 1 sao và 2 sao, mình giải được U và V. Giờ nhờ các anh tài bấm máy tính hộ thầy. Giờ nhờ các anh tài bấm máy tính cụ thể cho thầy cái đáp án U và V bao nhiêu. Ngon rồi đấy ạ. Các anh tài bấm máy tính của thầy nhỉ? U bằng bao nhiêu ạ? U bằng 1,68 à? U bằng 1,68 ạ. V bằng 0,18. Ok ạ. U bằng 1,68. V bằng 0,18. Nhá. Ok ngon. Để bài hỏi giá trị của B. B gam M bằng lượng oxy vừa đủ thì thu được. Thế bây giờ mình đi tìm giá trị của B thôi. Giá trị của B thì nó đơn giản lắm, bởi vì là bây giờ cái tỷ lệ thằng này này, đúng không? Carbon trong này, carbon trong này tỷ lệ với carbon trong này. Thế xem nhé, carbon trong này bao nhiêu nhá? 0,576 nhân 2 cộng 1,68. Rồi. 2,832 chia cho anh này, chia 2,36 bằng 1,2 lần, vậy là 65,4 chia 1,2 54,5. Ôi, giá trị B bằng 54,5 này, cái này đúng nhưng đề vào hỏi sai cơ. Vậy là không phải là chọn đáp án A được. Đúng ạ. Không thể chọn đáp án A được. Tiếp tục xem đáp án B nhá. Khối lượng muối natri của alanin trong A các hỗn hợp. Khối lượng muối natri của alanin. Thế có phải là khối lượng muối natri của alanin thì hỗn hợp là 26,6 gram. Bây giờ đề bài muốn đi tìm khối lượng muối natri của alanin. Căng đấy. Muối natri của alanin. Đây là ala đây này. Cần tìm số mol của nó này. À, thế xong rồi đấy. Đúng ạ. 0,24 bằng ala là 89 cộng 22. 26,64. Khối lượng muối natri của alanin trong agam a. Ừ, cái này đúng, 26,64 mà. 26,64 là đúng chứ nhỉ? Khối lượng muối natri của alanin. Trong A gam hỗn hợp 26,64. Đúng chứ đúng không ạ? Chính xác nhỉ? B đúng. Giá trị của A. A đâu? 3 gam hỗn hợp muối này. C này. Giá trị của A của 3 gam hỗn hợp muối
là 26,64 gram xem nhá. Giá trị của A là 85,56 xem nhá. Giờ mình cần tìm Q. Đúng không? Mình chỉ cần tìm Q thì xong. Giờ mình đi bảo toàn carbon là mình ra được cái thằng carbon trong Q này. Xong chia ra số nguyên tử carbon luôn. Carbon này 0,576 này nhân 2 cộng 1,68 này bằng này, trừ đi này 0,24. Trong alin có 3 carbon. Trong lysine có 6 carbon. Chia cho 0,024. 4. Q có 4 carbon ạ. À? Q có 4 carbon. À quên mất, chưa trừ trong này. Tiền sư. 0,096 trừ đi 0,024 nhân 2 nữa. Chia cho 0,024. Trong Q có 2 carbon thôi. Q có 2 carbon mà là muối thì nó chỉ có thể là CH3CONA thôi. Đúng không ạ? Vậy bây giờ đề bài nó hỏi là giá trị của A thì tính xong rồi. Nhân với lại 82 cộng 0,036 nhân lysin là 147 146 146 cộng với lại 22 cộng 0,24 nhân 89 cộng 22 bằng 34,656. Sao thế nhỉ? Sao ít nhỉ? Xem nào. 0,24 nhân 82 này cộng với lại 0, đây thừa số 0. 0,024 đây là 0,336 nhân 146 cộng 22 0,24 nhân 89 cộng 2 bằng 89,088. À đúng sai. Xây giải. Ok men. Ok men. Mặc dù hôm nay thầy khá là bị ngáo nhưng mà tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,4m CuNO3 2 lần 0,5m bằng lượng trường màng ngăn xốp, tìm được số mol trao đổi IT trên NF I 5 T 8492 IT trên F chia 96500 0,44m. Thì dùng điện phân, thế thì bây giờ đặt thằng này là V đi thì này là 0,4V, thằng này là 0,5V. Thì anode thoát ra 3,36 lít khí. Là tốt. Anode thoát ra số mol khí. Anode sẽ bằng 3,36 chia 2,4 bằng 0,15. Cho m gam một sắt và dung dịch sau điện phân kết thúc phản ứng thế khí NO thoát ra và 0,1 gam không tan, vậy thì chắc chắn ở đây là sắt dư rồi. Đúng chưa? Vậy thì mình cứ coi như bình thường ở đây là mình sẽ có anode thoát ra, mình sẽ gồm gọi clo và oxy đi, chẳng tội gì. Đúng không? Mình cứ đặt vậy nhá, đặt clo là amon, đặt oxy là bmon. Vậy thì ngay tức chúng ta sẽ có là A cộng B thì bằng 0,15. Đúng không ạ? Và bảo toàn E thì mình sẽ có là 2A cộng 4B mà 0,44. Mình phải tìm được ngay AB xem. A bằng 0,08, B bằng 0,07. Được chưa? Thế thì bởi vì là có thằng oxy sinh ra nên chắc chắn có H cộng sinh ra. Đúng không? Oxy cũng 4H cộng mà. Thì ngay tức mình sẽ suy được luôn số mol H cộng. Bằng 0,07 nhân 4 bằng 0,28. Ok không ạ? Thế thì tối nay nghe tức mình đi bảo toàn thì mình sẽ tìm được là số mol của NaCl sẽ bằng là 0,8 nhân 2 bằng 0,16. Thế thì nghe tức mình tìm được số mol của CuNO3 2 lần. Đúng không? Đây là 0,4 hay 0,5 mà. Thì mình tìm được V luôn, 0,16 chia 0,4. Được chưa? Nhân với lại 0,5. Số mol CuNO3 2 lần mà 0,2. Kéo thế tưởng khó lại dễ nhỉ? Được không ạ? Vậy thì suy ra dung dịch sau điện phân. Sẽ chứa Na cộng 0,16. Cu2 cộng 0,2. NO3 trừ 0,4. H cộng
0,28. Mình nhìn H cộng nhỏ rất nhiều so với N3 trừ rồi. Nên là nếu mà có phản ứng thì chắc chắn là thằng H cộng hết và N3 trừ dư. Được không? Do H cộng hết và N3 trừ dư nên chúng ta sẽ tìm được số mol NO. Đúng không? Bằng số mol H cộng chia 4 bằng 0,07. Đúng không? Số mol H cộng bằng số mol NO chia 4. À, từ từ bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Nhá, hết sức bình tĩnh ở chỗ đoạn này. H cộng ở đây sẽ là bằng số mol của oxy là 0,28. Xem có OH trừ dư không? Bởi vì ở bên này là đồng này. Thì là đồng dương 2 này, đây là 0,2 này. Và số mol e trao đổi mới có 0,4 thôi. Ấy, có nước. Sinh ra hydro bay lên. Cộng OH trừ. Số mol hydro bằng 0,44 trừ đi 0,4. 0,44 mà trừ đi, bởi vì tổng đồng là trao đổi 0,2 mà 0,44 trừ 0,4 bằng 0,04. 0,04 chia 2 vậy đây là bằng 0,02. OH trừ ăn H cộng. Vậy là còn là 0,28. 0,44 này, từ từ bình tĩnh nhá. Chỗ này là 2H trừ, vậy đây là 0,04 ạ. 0,28 trừ đi 0,04 thì bằng 0,24. Vậy đây là bằng 0,24 mình chia cho 4 bằng 0,06. Tí chết, tỉnh ý, tí tội. Thế thì bảo toàn đấy, 0,8 mg chất rắn không tan thôi. Thế mình sẽ có bảo toàn electron. Thì mình có là đồng dương 2 về đồng đồng 0 về đồng dương 2. 2 nhân 0,2. Đồng 0 về đồng dương 2. À, đồng dương 2 về đồng 0. À, nitơ đồng dương 2 về đồng 0. Thế thì số mol sắt phản ứng chứ? Hai lần số mol sắt phản ứng. Bằng hai lần số mol đồng 2 cộng. Cộng 3 lần số mol NO. Đúng không ạ? Vậy ở đây mình tìm được số mol sắt phản ứng sẽ bằng là hai lần số mol đồng 2 cộng thì là bằng 2 nhân 0,2 cộng 3 nhân với lại 0,06 bằng chia cho 2. Số mol sắt bằng 0,29. Ui, có thể xem nhầm đây không? H cộng là 0,24. Đúng rồi. Suy ra số mol NO 0,06. Đúng rồi. Đồng dương 2 là 0,2 mà. Đúng không? Đồng dương 2 là 0,2 mà. Đồng dương 2 là 0,2 mà. À. Lỗi ạ. Cái thằng đồng dương 2 nó biến. Cái thằng đồng đây đây là đồng dương 2 biến thành đồng 0 mà, hết đồng rồi. Sắp phản ứng là 3 nhân với lại 0,6 là bằng 0,18, 0,18 chia 2 và 0,09. Số mol sắp phản ứng có 0,09 thôi, mắc lé ngoé. Vậy đây mình sẽ có là M trừ đi 0,09 nhân 56 bằng 0,8M. Suy ra M bằng 0,09 nhân 56 bằng chia cho 0,2 bằng 25,2 gam. Vậy suy ra đáp án đúng chúng ta M bằng 25,2. Eo ơi thề. Hôm nay thầy bị ngao ngáo thế mà vẫn giải được câu này. Phê đấy không biết. Đấy. Đôi khi ạ, chúng ta hay bị ngáo lắm.